Tô Lâm xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. TVS Rockette 125 là mẫu xe côn tay bán tự động được ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam với nhiều tính năng và công nghệ. Với 6 khía cạnh được xem là vượt trội so với nhiều sản phẩm trong cùng phân khúc như thiết kế, khả năng vận hành, tính năng, công nghệ, mức tiêu nhiên liệu và giá thành rẻ. Do đó thông qua video ngày hôm nay, Top 5 sẽ đi soi chi tiết về mẫu xe để các bạn có thể tham khảo được kỹ hơn. Và hiện chiếc xe đã có mặt tại Việt Nam chúng ta thông qua hệ thống siêu thị xe máy Minh Long các bạn nha. Đầu tiên phải kể tới là thiết kế thể thao. TVS Rockette 125 sở hữu thiết kế trẻ trung và độc lạ, gần như chưa từng xuất hiện từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam chúng ta. Xe có kích thước tổng thể khá nhỏ gọn với chiều dài là 1940mm, chiều rộng là 700mm và chiều cao ở mức là 1098mm, cho khả năng di chuyển dễ dàng trong các đường phố đông đúc và khu đô thị. Trọng lượng xe rất là nhẹ luôn, chỉ 106kg mà thôi. Ở hệ thống chiếu sáng ấy, thì mẫu xe mới này được trang bị hệ thống đèn pha halogen mẫu mới với tuổi thọ sử dụng cao. Khi nhìn vào chiếc xe ở các góc độ thì thấy rằng TVS Rockette 125 luôn tạo ấn tượng với những đường cong cứng cáp kết hợp với những khe thoát gió tương tự các mẫu xe phân khối lớn. Có lẽ để nhận xét về thiết kế thể thao của mẫu xe, mình có thể đưa ra với 3 từ với mẫu xe này, đó là độc, lạ và dị các bạn nha. Thứ hai, động cơ côn tay bán tự động lần đầu tiên xuất hiện. Ở phiên bản năm 2024, TVS Rockette 125 sở hữu khối động cơ 4 kỳ FOHC 4 số làm mát bằng không khí, hệ thống phun xăng điện tử DFI, Lorix luôn, cùng với ly hợp kép cho ra công suất lên tới 9,8 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, mỗi men xoắn cực đại là 9,3 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Với khối động cơ mới này, các chi tiết sẽ được phủ lớp bảo vệ chống mài mòn và chống bám cặn giúp nâng cao tuổi thọ sử dụng luôn. TVS Rockette 125 là một trong những mẫu xe côn tay bán tự động hiếm hoi và gần như duy nhất tại Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại. Đặc điểm của mẫu xe là được trang bị hệ thống cần côn và hệ thống cần số 2 chiều các bạn nha. Trong quá trình vận hành, người điều khiển có thể lựa chọn giữa thao tác bóp côn vào số như các mẫu xe côn tay thông thường hoặc vào số truyền thống tương tự như mẫu xe số phổ thông như Honda Grand Prix hay là Yamaha Sirius. Hộp số của xe có đặc trưng 4 số tròn, có cần số 2 chiều giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn. Xe sở hữu công nghệ 4F, tăng cường khả năng bơm nhớt, giảm ma sát piston, hạn chế hình thành cặn bẩn và muội than, giúp quá trình hoạt động của xe mượt mà hơn khá là nhiều, tăng tuổi thọ cho động cơ, tiết kiệm nhiên liệu và chỉ ăn xăng ở mức 1,66 lít trên 100km mà thôi. Có thể nói, TVS Rockette 125 là một trong số ít các mẫu xe 125 phân khối được trang bị khối động cơ chất lượng hàng đầu trong phân khúc, đảm bảo được cái tiêu chí là một mẫu xe bền bỉ, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Điểm thứ ba mình muốn nhắc tới thông qua video ngày hôm nay là tiện ích và trang bị. Rockette 125 có hai cỡ đầu cổng USB, một cổng để sạc năng lượng, còn một cổng để kết nối với điện thoại để phát nhạc các bạn nha. Mẫu xe mới này lần đầu tiên trên thế giới tích hợp hệ thống âm nhạc IMS, có thể phát nhạc MP3 và đài radio FM. Loa phát nhạc của Rockette 125 có khả năng chống nước tốt, cho phép đi dưới trời mưa an toàn hơn khá là nhiều. Ở phiên bản mới nhất thì TVS Rockette 125, đồng hồ hiển thị được trang bị dạng kết hợp giữa analog và LCD kỹ thuật số. Hệ thống giao diện được chia làm nhiều vùng riêng biệt, tạo nét thể thao hiện đại và đầy bắt mắt. Về hệ thống giảm xóc thì với phuộc ống lồng ở phần phía trước của xe, phuộc lò xo đôi có bình dầu phía sau, tăng khả năng êm ái hơn và tối đa khi các bạn đi đường xóc các bạn nha. Ở hệ thống an toàn thì xe được trang bị hệ thống phanh đĩa trước với kẹp phanh 2 piston, phanh sau thì vẫn sử dụng phanh tăng trống truyền thống mà thôi, dễ dàng thay thế và tiết kiệm được chi phí cho người sử dụng. Lốp xe thì với đường kính 17 inch cho cả lốp trước và lốp sau, trang bị lốp có xăm khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại. Các bạn hoàn toàn có thể thay thế khi bị thủng xăm hay nổ lốp, hoàn toàn ok. Cho đến năm 2023, TVS Rockette 125 phiên bản mới năm 2024 sẽ được giới thiệu với 5 phiên bản màu sắc, bao gồm có màu xanh đen, màu đỏ đen, màu đỏ trắng, màu xanh trắng và màu cam đen, với mức giá bán vô cùng phải chăng, chỉ 25.800.000 đồng. Mức giá này thì hoàn toàn có thể so sánh với những cái dòng xe ở phân khúc 110 phân khối trong thời điểm hiện tại, mà đặc biệt là dòng xe Honda WFI phiên bản 110 của năm 2024 hay những cái mẫu xe của Yamaha như dòng xe Sirius FI 115 phân khối các bạn nha. Mức giá này mình nghĩ có thể dễ dàng tiếp cận với thị trường Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại.
Và điều đặc biệt hơn nữa, TVS Rockred 125 là mẫu xe côn tay bán tự động với rất nhiều những trang bị hay ho, sở hữu kiểu dáng gọn nhẹ, linh hoạt, tính năng thì mới mẻ, giá bán thì phải chăng. TVS Rockred hứa hẹn sẽ mang tới những cái sự lựa chọn thú vị tại thị trường Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại. Và theo như mình được nắm bắt được ấy, thông qua các trang mạng xã hội thì sắp tới công ty TVS sẽ đặt dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam chúng ta. Nên ấy, với anh em nào đang quan tâm tới dòng xe này cũng không phải lo lắng về việc phụ tùng thay thế hay các chế độ bảo hành đi cùng các bạn nha. Hiện tại các bạn mua xe tại siêu thị xe máy Minh Long sẽ được bảo hành tại đại lý với cái thời lượng là 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước trong thời điểm hiện tại. Có thể nói rằng TVS Rockred 125 đang là một mẫu xe khá hot trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì TVS đặt tại Việt Nam chúng ta ấy, nó còn có một số các mẫu xe khác nữa thì mình sẽ liên tục cập nhật để các bạn có thể theo dõi. Đa phần là những mẫu xe tay ga giá rẻ. So sánh với các cái mẫu xe Honda, Yamaha thị trường Việt Nam chúng ta thì giá rẻ hơn rất nhiều, cả chục triệu đồng liền các bạn nha. Lên đây sẽ là một làn gió mới, một phân khúc mới để khách hàng Việt Nam chúng ta có thể quan tâm hơn, lựa chọn nhiều hơn trong thời điểm hiện tại. Với những bạn nào quan tâm tới dòng xe TVS Rockred 125 này, các bạn có thể đến với trung tâm xe máy Minh Long Mô Tô, siêu thị xe máy Minh Long Mô Tô, chính xác là như vậy, để các bạn có thể liên hệ tìm mua cho mình những mẫu xe ở đây. Và hiện tại thì đại lý cũng sẽ có những cái chương trình là ship xe toàn quốc này, rồi hỗ trợ phí xăng xe đi lại cho các bạn nào ở xa, hoàn toàn ok các bạn nha, để các bạn có thể có cho mình những trải nghiệm mới mẻ thuộc dòng xe TVS Rockred 125 này. Và trong thời điểm hiện tại, đây là một mẫu xe nhiều bạn thì đánh giá chưa cao, nhưng ấy, mình thấy rằng là một làn gió mới để có thể cạnh tranh trong phân khúc 125 phân khối tại Việt Nam chúng ta. Bởi thời điểm hiện tại, dòng xe số 125 phân khối tại Việt Nam chúng ta chỉ xuất hiện duy nhất một mẫu xe, đó là dòng xe Honda Future phiên bản 125 FE của năm 2023 trong thời điểm hiện tại. Trước đây thì có mẫu xe SQM Style R 125, tuy nhiên đến thời điểm này gần như rất ít xuất hiện trên thị trường bởi sức của nó không thực sự mạnh mẽ. Nên đây sẽ là một làn gió mới trong phân khúc 125 phân khối, lại có côn tay để các bạn có thể trải nghiệm, cực kỳ ok các bạn nha. Đặc biệt là mẫu xe này, với những bạn nào bắt đầu chơi xe côn tay có thể tham khảo lựa chọn dòng xe này để có cho mình những cái trải nghiệm thích thú ở mẫu xe phiên bản 125 ở đây. Sau đó sẽ có thể tiến triển lên ở những cái mẫu xe phân khối cao hơn như 150, 155, 160 hay thậm chí những cái dòng xe phân khối lớn trong thời điểm hiện tại, có thể có lưu ý như vậy. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 đã chia sẻ một cách cụ thể so chi tiết ở mẫu xe. Có phần khen nhiều, tuy nhiên mẫu xe này cũng sẽ có những cái nhược điểm khác nhau. Nên những cái nhược điểm này phải chờ đợi vào thời gian của nó xem có ok hay không các bạn nha. Thì mình sẽ có những cái video đánh giá về nhược điểm của mẫu xe để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn. Rồi, cảm giác này của mình, nếu mà các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.